hôm nay chúng ta cùng tề tụ về đây để tổ chức lễ hội ốc ôm bóc, dâng lên lễ vật mặt trăng để tạ ơn thần mặt trăng đã ban cho chúng ta một mùa màng bội thu. Tạ ơn thần mặt trăng. Rồi, mấy đứa con nít của ông đâu rồi? Lại đây, nhanh lên. Xuống đây. Đâu mấy đứa con nít đâu? Ngọc Tâm hả? Rồi, lại đây. Đây, bây giờ nè. Rồi, bây giờ con ước đi con. Dạ, con ước dân làng khỏe mạnh và vụ mùa lúc nào cũng bội thu, để năm nào con cũng có nhiều cơm để ăn. Ông ơi, ông bị gì vậy ông? Ông hết hồn á. Bởi vì điều ước của con cực kỳ dễ thương. Tốt lắm. Tiếp tục nè. Ước tiếp đi con. Dạ, điều ước thứ hai. Con ước là có nhiều người biết đến lễ hội của quê mình. Ôi. Ông bị gì nữa vậy ông? Ông hết hồn lần hai á. Điều ước của con cực kỳ dễ thương. Hay lắm. Nhưng mà nè Ngọc Tâm nè, để điều ước thứ hai thành hiện thực á là phải nhờ con đó nghe. Ông có một ý kiến như thế này. Bây giờ á là con á hãy giới thiệu tất cả mọi người biết cái lễ hội của quê mình được không? Cái gì vậy? Một ý kiến thiệt là dễ thương. Nào xin mời tất cả mọi người đi con. Chú sẽ lê tên lại một chút chùm ốc ơ stum than ngay ốc ơ mong sóc cha. Lời Việt, xin mời mọi người cùng tham gia lễ hội ốc ôm bóc sóc trăng. Xin mời. Dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa. Đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tôi về tùa hiếu ta lư thiền. Rợp bóng dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng
nhộn nhịp bước chân. Vừa về Sóc Trăng thăm nẻo đường quê ta, người từ bốn phương lên xem hồi đua ghe. Kìa bao cô gái Việt Nam Khmer ta, tay cùng nắm tay nói cười duyên đắm say. Mừng ống ôm bóng cờ hồng thắm tươi, nhịp dài kéo tay cơm dẹp rửa thơm ngon. Cụ già trẻ thơ lên đi chùa dâng hương. Mặt nước lung linh một sóng reo và bay đôi bờ vui. Đèn sao đêm nay rừng sáng soi chan chứa bao tình yêu. Chiều vàng rơm giông vào khúc hát niềm tự hào quê ta. Sao 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 có là có là chậm lên thôi, mấy đứa này mày quạt nhanh lên, coi chịu nhanh lên, nhanh lên, cố lên, bà con ơi, hôn con, cố lên chứ nè, hai ba, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, chạy chạy chậm quá, mấy đứa kia, chịu nhanh lên, chạy chạy, chịu lên, trời ơi, kéo lên đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, rồi, thua mất tiêu mất trời rồi, trời ơi, thua rồi, thua rồi. Tôi xin mời mọi người cùng tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng. Cầu cho ước muốn của mọi người sẽ trở thành hiện thực. Này ống ôm bóng hàng năm trên đất sông, vang lượn tiếng chim vui đùa trong nắng mai. Mừng ống ôm bóng nhộn nhịp bước chân, vừa về Sóc Trăng thăm nẻo đường quê ta, người từ bốn phương lên xem hồi đua ghe. Cờ hồng thắm tươi, nhịp dài kéo tay cơm dẹp rửa thơm ngon. Cụ già trẻ thơ lên đi chùa dâng hương. Niềm vui quê ta người Sóc Trăng rộn ra tiếng chài cua. Mặt nước lung linh một sóng reo và bay đôi bờ vui. Đèn sao đêm nay rực sáng soi chan chứa bao tình yêu. Vàng rơm giông vào khúc hát niềm tự hào quê ta. Niềm vui quê ta người Sóc Trăng rộn ra tiếng chài cua. Mặt nước lung linh một sóng treo vạt bay đôi bờ vui. Đèn sao đêm nay rực sáng soi chan chứa bao tình yêu. Chiều vàng rơm giông vào khúc niềm tự hào quê ta. Và những lời ca, lời ru đó đã làm in đậm vào lòng con. Hôm nay con sẽ lên sân khấu dùng những lời ca, lời ru ngày xưa của mẹ để ru em mình ngủ. Và mã số bình chọn của con là 05. Mọi người hãy ủng hộ con nha. Chị mới mua thì không thiệt. Tôi tôi cũng đẹp lắm chứ bộ. Quà này bằng đồ đẹp quá nha. Thì mấy bạn con trai là Hot Boy, còn mình mấy Wendy là Hot Girl. À, mà sao nãy giờ không thấy Tâm đâu hết rồi. Không thấy Tâm, không thấy Tâm hết rồi. Tâm ơi. Tâm ơi. Tâm ơi. Mọi người. Ủa sao ủa
này mà ai còn mặc áo bà ba nữa. Quê lắm Tâm ơi. Bạn vô thay lại đi. Thay đầm giống mình nè. Nhưng mà mình thích bận áo bà ba. Thôi, vậy thì bạn đi sau đi. Để tụi mình đi trước. Mắc công đi chung với bạn. Tưởng tụi mình nhà quê á. Thôi mình đi sinh nhật đi. Ủa mấy đứa đứng lại. Gì kỳ vậy? Em đợi anh chút xíu nha, anh quay lại liền. Mấy đứa ơi. Ủa, bé Tâm, sao con không đi sinh nhật với bạn của con? Con không thích đi nữa đâu mẹ. Con nhà trong em ngủ với lại phơi bánh tráng phụ mẹ thôi à. Sao vậy con? Mà hồi nãy con nói là con đi sinh nhật với bạn con mà. Nhưng bây giờ con không thích đi nữa. Bé Tâm, sao hôm nay con dám lớn tiếng với mẹ vậy? Con xin lỗi mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng mà con không muốn bạn bè xem thường mẹ, xem thường con đâu mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy con? Thì về chuyện cái áo này nè mẹ. Cái áo này sao nè? Cái áo này nè, con tính là con bận đi sinh nhật. Mà mấy bạn nói. Mấy bạn nói con sao? Thôi mẹ đi làm việc đi. Để con á ru em ngủ bằng chính bài hát mẹ đã ru con ngủ nha mẹ. Cái nhỏ nè, hôm nay thật là không hiểu con luôn á. Có gì đâu mà không hiểu mẹ. Thôi con ru em ngủ đi nha. Dạ. Mẹ đi vô nha. Hãy ngủ đi em, giấc ngủ nó tròn. Em à say nồng, em ngủ cho ngoan. Giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ ấp ủ trên tay. Những đường chỉ mà nếu quê hương áo bà ba mẹ mai giờ con lớn sẽ mặn ngồi nở miệng cười xin tắm thêm giang hoa trong chiếc áo bà. Mà gửi thương gửi nhớ của thôn nữ miền quê không biết từ bao giờ. Mẹ gửi vào đây dạng ý mong chờ, dẫu mai đây em sống đời nhung lùa, em chớ xa rời manh áo quê là hình ảnh con đỏ bên nước yêu thương, là lưỡi tre xanh, là cánh cò trên ruộng lúa, là nghĩa là nhân, là thủy chung son sắc, là nhạc là thơ làm say đắm lòng người. Cái nhỏ này nè, hôm nay nói chuyện á y hệt với bà già vậy á. Thì mẹ dạy con sao á? Con dạy em vậy. Con dạy em sao nè? Dạ con dạy em vậy nè mẹ. Vất vả trên nương, áo dựng bên mình, mên cả ân tình che nắng che sương. Áo dầu đơn sơ cũng đầy thơ, áo ở
mình làm gần sống thừa mà non. Nó chết rồi hãy tình đi con, nghe con chim sao hót gieo vương trên cành cao trước ngò. Và những câu hò miên mang trên sông nhỏ, tiếng mõ trâu nhịp vàng cua ở đầu thôn. Rồi mẹ sẽ nhân hồng tươi bếp lửa, cho mùi cơm thơm bay nguyện gói sương chiều. Vì em ta khi lớn khôn phải xa rời vòng tay mẹ, nhưng sẽ nhớ về xóm nhỏ yêu thương. Áo bà ba mẹ mai bằng ước vọng, cho tâm hồn con sống mãi quê. Dạ, tụi con chào bác. Chào các con. Tâm ơi, cho tụi mình xin lỗi nha. Hôm nay Tâm bận đồ đi sinh nhật là đẹp nhất luôn á. Thiệt không? Thiệt. Áo bà ba đẹp sao mà thon thả, dáng thiệt thà vẫn mượt mà như lũy tre quê nhà. Khỏe dáng bao ngày qua. Chúng mình cùng đi sinh nhật thôi nào các bạn. Chị hai tặng cho đứa nào trước nè? Em đi chị hai. Mà em đố chị hai, em thích cái gì á? Trời ơi, hôm nay bà đặt đố tôi hiền. Thì em thích. Thích gì chị hai? Thích. Thích gì nè? Thích búp bê. Trời ơi, sao chị hai biết hay vậy? Sao chị hai biết thích búp bê vậy? Chị hai mà, chị hai là gì? Chị hai là siêu nhân. Ủa mà chị hai ơi, sao đồ của con búp bê này cũ vậy chị hai? Tại vì... À, tại con búp bê nó ham chơi, rồi nó đi chơi nhiều, rồi nó đi chơi nhiều thì đồ của nó cũ, vậy thôi, hết. À... Chị hai! Búp bê bằng... Quạt quà em đâu? Bye bye! À, nhắc mới nhớ. Đây. Đốt cái gì? Đứt lỗ tai em. Quỳ xuống đây. Quỳ xuống đây. Hôm bữa tôi thấy rõ ràng, đi gây sự thằng Long đánh giày để giành trái banh phải không hả? Chùa có đánh mà. Em la trước. Tại sao thích trái banh mà lại không nói chị hai? Ê. Sao lần này đánh không khóc vậy? Đánh rồi hả? Biết sao không? Em sợ chị hai không có tiền. Trời ơi, khi dễ tôi hả? Chị hai là gì? Chị hai là siêu nhân mà. Đây nè, trái banh nè. Trời ơi, chị không phải siêu nhân đâu. Chị như cái siêu thị vậy á. Cái gì cũng có tiền ha. Ủa? Ốc, sao mặt em buồn hiu vậy? Em đâu có buồn đâu. Đói phải không? Dạ không. Đói. Không. Đói. Không. Không thì thôi. Ôi em đói mà chị hai. Nè, ăn cái này đi. Nè. Dạ. Nhưng mà chị hai ơi, em muốn á, mẹ đút cho em ăn à. Em nữa. À, bây giờ mấy em muốn mẹ đút phải không? Dạ. Chị bây giờ chị hai làm mẹ nha. Dạ. Bây giờ chị hai làm mẹ đút cho em đi mấy anh chị ăn nha. Oh.
Đúng rồi. Từ đó tới giờ chị hai đâu có mẹ đâu. Vậy là chị hai cũng không có biết làm mẹ như thế nào nữa. Mấy đứa biết không? Nhìn mấy bạn khác, có cha, có mẹ. Chị hai nghĩ phải chi? Tụi mình có cha, có mẹ, được cha mẹ chở đi chơi. Đói á thì ăn, mệt á thì ngủ. Không phải lang thang vất vả đêm. Chị hai không có giận em đâu. Chúng ta là một gia đình mà phải không? Trời cũng khuya rồi, mấy em ngủ sớm đi, sáng mai còn đi bán nữa. Dạ. Con đã từng mơ thấy, thế nhưng khi thức dậy tất cả đều biến mất. Con chợt ngồi oa khóc. Ước mơ còn nhỏ bé, thế nhưng không với
Hầu đang họp bàn chuyện đại sự, cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyển nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc, rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. Thôi, hãy về đi, về mà lo chuyện học hành, còn không thôi phép nước sẽ không tha. Toàn không phải là trẻ con, Toàn muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc giữ sơn hà. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng giảng bi. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây, trong khi ta và các vương hầu đang họp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, Toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hề em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các vương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như Toản đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ như thanh dông năm xưa loại trừ giặc ân,
dạy sắc dương cao quân thù kiếp kinh, làm rạng danh sư sơn, là người con đại diện thân thương không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em cất công lặng lội à, vượt đường xa đến bên Bình Thang, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp, vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh nhưng ngon ngọt vô cùng, con muốn được lụm bàn, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Dẫn nước lâm quy sao nỡ đứng nhìn. Thôi em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bún niên. Hoàng thượng ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước. Bầu nhiệt quyết sụp sôi trước nguy cơ quân thù xâm lăng, thì gia nào toán an tâm trước sự hung hăng bạo ngược của quân thù. Tuổi 15 toàn đã hiểu được ngọn ngành, xưa phụ động thiên dương đã làm nên chiến tích, quyết giữ gìn cương thổ non sông, thì có xác gì khi toàn đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sông trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy sơn hà. Gương thay gương sáng ngây thơ của người thiếu niên, bao năm ôm nhuận đèn xanh lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm, thôi thì em nhé đừng để mẹ hiền trông mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm vị ngon ngọt từ cây trai. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho toàn được sống pha nơi chốn xa trường. Hoàng thượng, quả cam mơ hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại diện đánh tan loài giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Còn rồng tiền